Làn sóng mua bán và sáp nhập M&A dự án bất động sản được dự báo sẽ rõ nét vào nửa cuối năm 2023. Những chính sách hỗ trợ của chính phủ như hoãn giãn nợ, kéo dài thời hạn trái phiếu đã giúp không ít doanh nghiệp có thời gian tìm kiếm đối tác, đàm phán M&A. Tuy nhiên, để doanh nghiệp có thể thực hiện quy trình M&A, thu hút dòng vốn đầu tư, đặc biệt là vốn FDI vào lĩnh vực bất động sản, cần điều kiện tiên quyết đó là tháo gỡ điểm nghẽn pháp lý. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chỉ ra những vấn đề cốt tử của doanh nghiệp bất động sản, nguyên nhân dẫn đến tình trạng khó khăn hiện nay. Các doanh nghiệp bất động sản thì phải có trách nhiệm với chính mình đã, đúng không? Anh phải tự giải quyết tháo gỡ khó khăn cho chính anh, do anh gây ra. Tôi đề nghị cái chỗ này là cái chỗ mà chúng ta phải nhấn mạnh đấy, đúng không? Có những cái do khách quan, có những cái do cái điều kiện này kia, nhưng mà có những cái do chính anh gây ra. Chính anh gây ra thế nào? Anh dự báo không tốt, anh phát triển thị trường không tốt, anh phân khúc không tốt, và cuối cùng anh đầu tư vốn không tốt. Phải cơ cấu lại các cái phân khúc cho nó hợp lý, nó cơ cấu lại giá cả cho nó hợp lý, nó thúc đẩy cái sự phát triển, thúc đẩy cái sự thanh khoản của chính anh, chứ anh chờ ai được nữa. Qua làm việc thì cũng thấy nổi lên một vấn đề là trách nhiệm của các doanh nghiệp trong cái hoạt động đầu tư kinh doanh bất động sản, là chúng ta cũng nhiều khi là có những cái giai đoạn là tốt, thị trường tốt. Đấy, thì chúng ta lại cũng rất là tích cực thực hiện cùng một lúc nhiều dự án, và chúng ta không cân bằng giữa cái nguồn lực của mình với cả các cái dự án đã triển khai. Đấy, dẫn đến là đây là một cái khó chính các doanh nghiệp là tạo lên cho mình, bên cạnh những cái khó khăn khác để của các cái cơ chế chính sách. Nhiều giải pháp đã được đưa ra, nhưng giải pháp mang tính cốt lõi đó là doanh nghiệp phải cơ cấu lại tài sản, tập trung tài chính cho các dự án khả thi, đang triển khai, có khả năng tạo ra dòng tiền. Đến thời điểm này, cho dù tín dụng đã dễ thở hơn, song các doanh nghiệp vẫn phải lượng sức mình, tránh đầu tư giàn trải. M&A thì chúng tôi theo dõi khoảng 3 năm vừa qua, thì đã bắt đầu tăng mạnh hơn từ 2022. Khi mà cái khối doanh nghiệp bắt đầu trở nên khó khăn hơn cả quốc tế cũng như là cả trong nước, và cái tác động của nó là tiêu cực với nền kinh tế, với doanh nghiệp rõ nét hơn, thì có lẽ trong năm nay nó vẫn tiếp tục cái đà tăng này. Tất nhiên nó tùy vào lĩnh vực ngành nghề. Tôi lấy ví dụ là lĩnh vực bất động sản, lĩnh vực lưu trú, ăn uống, lương thực thực phẩm, rồi kể cả fintech cũng đã và đang diễn ra nhiều M&A hơn trong cái thời gian vừa qua, và có khi là kể cả sắp tới. Tất nhiên là cái quy mô giao dịch nó lại mức độ nhỏ hơn, có nghĩa rằng là một số doanh nghiệp người ta chỉ bán đi một phần chứ không phải bán tất cả doanh nghiệp. Nhiều nghiên cứu báo cáo đánh giá cho rằng sóng ngầm M&A dự án bất động sản đang diễn ra. Điểm khác biệt của giai đoạn này là bên mua không nhiều doanh nghiệp trong nước mà chủ yếu là nước ngoài. Nguyên do bởi các doanh nghiệp bất động sản lớn cũng đang khó khăn, cần tái cơ cấu để hạn chế rủi ro và trang trải cho nhu cầu vốn của các dự án đang triển khai. Sự quan tâm của các nhà đầu tư trong giai đoạn này rất là đa dạng, bởi vì đây khi mà cái hoạt động của thị trường trầm lắng thì chính là lúc mà các nhà đầu tư gia tăng về sự quan tâm. Với nhiều những hoạt động như vậy đang diễn ra thì chúng tôi cũng kỳ vọng là nửa cuối 2023 cho đến 2024 thì sẽ là một cái giai đoạn mà chúng ta sẽ kỳ vọng ghi nhận nhiều hơn các cái sự dịch chuyển liên quan đến thay đổi về chủ sở hữu hay liên quan đến các cái đối tác mà bắt tay với nhau để cùng triển khai xây dựng các cái dự án trong thời gian tới. Năm nay cũng là một cái năm rất là hứng thú vị, rất nhiều cơ hội để M&A, những khách sạn ở Việt Nam có mặt trên thị trường giao dịch cũng khá là nhiều. Chúng tôi cũng đang hoàn thành hai cái giao dịch ở hai khách sạn ở thành phố Hồ Chí Minh, và từ giờ cho tới cuối năm cũng dự tính thêm hai cái dự án nữa ở Cam Ranh và ở một vài vị trí khác. Nhưng cái vấn đề của Việt Nam chúng ta ở cái thời điểm này là các nhà đầu tư nước ngoài họ vẫn rất cẩn thận khi họ vào Việt Nam. Cái vấn đề liên quan đến pháp lý, những cái vấn đề tìm những dự án có pháp lý tốt, sạch, thuế đất đóng tiền một lần xong xuôi hết rồi và có cái dòng tiền ổn định rồi, đó thì nó cũng rất là hiếm. Theo đánh giá của chúng tôi thì cái số lượng các dự án được chào bán thì nhiều,
nhưng mà thành công các cái đàm phán, các thương vụ giao dịch thì có lẽ là rất ít, nếu như không nói là không đáng kể. Nó cũng lại dẫn đến câu chuyện là không giải quyết được dứt điểm cái khó khăn của các doanh nghiệp. Hoạt động M&A được dự báo sẽ diễn ra mạnh hơn trong năm 2023 với dòng tiền đến từ nhà đầu tư nước ngoài. Tuy nhiên, diễn biến của những tháng đầu năm cho thấy sự thận trọng của các nhà đầu tư trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều khó khăn, bất định. Cho dù nhìn thấy cơ hội tốt ở Việt Nam, nhưng nếu chính sách, thủ tục pháp lý không thuận lợi, minh bạch, sẽ rất khó thu hút FDI vào bất động sản. Hàng nghìn dự án hiện nay trên cả nước đang trong cái tình trạng đắp chiếu, chờ chính sách. Nhiều dự án, thậm chí có những dự án giai đoạn hoàn thành những cái giai đoạn cuối của quy trình thực hiện đầu tư cũng đã có thể đưa sản phẩm ra thị trường, tuy nhiên thì cũng vẫn cứ bị vướng. Ví dụ như là dự án họ đã xong hạ tầng, có thể bán các cái lô đất biệt thự liền kề trong cái dự án, tuy nhiên thì quy định lại phải xong hạ tầng, mà hạ tầng thì lại khái niệm rất nhiều thứ hạ tầng mà lại chưa rõ ở trong cái quá trình giao dự án. Lĩnh vực bất động sản trong thời gian dài giữ vị trí thứ hai về thu hút vốn đầu tư FDI. Thế nhưng từ tháng 4 năm nay, bất động sản đã đánh mất vị trí này. Theo báo cáo từ Cục Đăng ký Kinh doanh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tình hình đăng ký doanh nghiệp 6 tháng đầu năm cho thấy kinh doanh bất động sản tiếp tục là lĩnh vực chịu áp lực và ảnh hưởng nặng nề. Số doanh nghiệp gia nhập thị trường và số vốn đăng ký của doanh nghiệp thành lập mới trong lĩnh vực này đều có mức sụt giảm rất mạnh so với cùng kỳ. Đáng chú ý, số doanh nghiệp kinh doanh bất động sản rút lui khỏi thị trường lại có xu hướng tăng cao, tăng 40,4% so với cùng kỳ năm 2022. Đây là mức tăng cao nhất trong 17 lĩnh vực. Trên thế giới, các doanh nghiệp và nhiều nền kinh tế đã và đang tiếp tục tái cấu trúc. M&A, hợp nhất, sáp nhập, thu gọn quy mô là những chuyển động thường thấy trong và sau giai đoạn khó khăn, khủng hoảng. Tại Việt Nam, không ít chủ đầu tư đang trong tư thế sẵn sàng thương thảo, đàm phán, thậm chí là đưa ra mức giá tốt để M&A dự án bất động sản. Trước thực trạng khó khăn của doanh nghiệp bất động sản trong hoạt động chuyển nhượng dự án khi pháp lý chưa thật sự chuẩn theo quy định của nhà nước, ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh đã có văn bản đề nghị Chính phủ và Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét cho phép doanh nghiệp được chuyển nhượng dự án bất động sản theo thỏa thuận, theo cơ chế thí điểm quy định tại Nghị quyết 42/2017/QH14 ngày 21 tháng 6 năm 2017 của Quốc hội. Khó khăn ở đây nó đến từ một số những cái vấn đề. Cái thứ nhất là các cái dự án do còn vướng những cái vướng mắc của pháp lý dẫn đến nhiều những cái chủ mới người ta thấy rằng, đánh giá, cân nhắc và thấy rằng là cái việc tháo gỡ thực sự cái vướng mắc của các cái dự án đấy không dễ. Họ vào thì có thể họ sẽ lại mắc cạn, thay thế cho ông kia, dẫn đến việc là họ cũng ngần ngại. Cái thứ hai là các dự án chưa hoàn thành các cái quy định thì vướng mắc trong các quy định pháp luật là khó chuyển nhượng, khó chuyển giao. Quy định của chúng ta là phải xong hết hệ thống hạ tầng mà được cấp sổ đỏ thì lúc đấy ông chuyển nhượng bằng sổ đỏ. Chúng tôi cũng đã nắm bắt được và cũng đã kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền, chúng ta nên làm hai việc. Với những cái gì pháp lý hiện nay cho phép thì các địa phương, các bộ ngành phải vào cuộc để cho cái việc là chuyển những dự án đó nó thuận lợi hơn và tốt hơn. Ví dụ, nó vướng cái câu chuyện về định giá đất để người ta nộp thuế, ta phải làm ngay. Thế còn những cái vấn đề khác nó lớn hơn liên quan đến pháp lý, chẳng hạn như là luật pháp chúng ta nó vẫn còn chưa cho phép hay nó vẫn còn chồng chéo, thiếu nhất quán giữa luật đất đai, luật nhà ở, luật kinh doanh bất động sản thì tôi hy vọng năm nay chúng ta một lúc là sửa ba cái luật này và sẽ được Quốc hội thông qua trong cái kỳ họp tới, thì tôi nghĩ là nó sẽ tháo gỡ được căn bản cái vấn đề này. Trên thực tế, để lách luật, không ít dự án đã được chuyển nhượng dưới hình thức chuyển nhượng cổ phần, dẫn đến thay đổi cổ đông, thay đổi chủ doanh nghiệp. Hệ quả là bên bán thường bị bắt chẹt, phải bán rẻ, dễ phát sinh tranh chấp, khiếu kiện và đã có cả lãnh đạo địa phương, sở ngành và doanh nhân vướng vào vòng lao lý.
có những nhà đầu tư họ họ chưa đến được cái bước đó là họ đã buộc phải chuyển nhượng rồi, thì đương nhiên là sẽ không thể chuyển nhượng một cách bằng cái cách là chuyển nhượng dự án theo cái quy định của luật kinh doanh bất động sản, thì người ta cũng sẽ đi đường vòng mà cũng không có trái với pháp luật. Có nghĩa rằng là người ta sẽ chuyển nhượng vốn chủ sở hữu của cái doanh nghiệp, của cái chủ đầu tư mà đang thực hiện cái dự án đó. Tức có nghĩa là trên giấy tờ là vẫn là cái doanh nghiệp đó vẫn làm cái dự án đó, nhưng mà thật sự là cái người chủ sở hữu doanh nghiệp đó đã là một người khác rồi. Thời gian qua, một số vụ việc cơ quan điều tra đã đưa ra kết luận doanh nghiệp vi phạm pháp luật vì chuyển nhượng dự án núp dưới hình thức chuyển nhượng cổ phần. Về vấn đề này, tồn tại hai luồng quan điểm. Phía doanh nghiệp cho rằng như vậy là hình sự hóa một vấn đề được pháp luật cho phép khi nhìn theo góc độ của luật đầu tư. Nhưng phía cơ quan điều tra nhìn vào bản chất của vấn đề, chứ không nhìn vào thủ tục. Ở hiện nay, một số cái dự án nó rơi vào việc ta gọi là tự nhiên bế tắc và không thể khơi thông được, vì có thể là do cái ta tạm gọi là tranh luận với nhau về những cái hồi tố là có vi phạm quy định pháp luật hay không vi phạm quy định pháp luật. Và rất nhiều dự án nó tắc ở cái điểm này. Và tắc ở điểm này thì chưa hẳn đã phải là sửa chữa về mặt pháp lý. Và như vậy thì ở đây cái đầu tiên như tôi vừa nói là hiện nay cái quan điểm thống nhất với nhau về việc chuyển nhượng dự án hay là chuyển nhượng góp vốn mua cổ phần, thì cá nhân tôi chúng ta phải thống nhất được nhau một cái quan điểm, đó là cái gì mà luật pháp không cấm thì doanh nghiệp phải được làm. Câu chuyện pháp lý với các dự án bất động sản không chỉ liên quan đến thủ tục quy trình, quy định chuyển nhượng dự án, mà còn phụ thuộc vào việc tháo gỡ để hàng trăm dự án sớm hoàn thành thủ tục đầu tư xây dựng. Theo ông Phan Đức Hiếu, việc cần phải làm ngay đó là giải quyết những tồn đọng tháo gỡ cho những dự án có vấn đề pháp lý về mặt hồi tố, đồng thời đơn giản hóa các thủ tục để các dự án đi vào hoạt động nhanh hơn, bổ sung quy định, tránh trùng lặp để gia tăng cơ hội cho thị trường. Đặc biệt là liên quan đến cái mà chúng ta bàn rất nhiều là cơ cấu lại doanh nghiệp, chuyển nhượng dự án. Và chúng ta phải đặt một cái tư duy, tôi chia sẻ là quy định vừa rồi đặt trên một cái nền tảng tư duy theo tôi là quá thiên về cái việc ta gọi là chống cái việc tay không bắt giặc, tức là người không có năng lực làm dự án. Nhưng vô hình chung nếu như ta đặt quá nặng về cái tư duy đó thì vô hình chung là những cái doanh nghiệp có thực nhưng gặp khó khăn do thị trường, và nó ở bất kể một thời điểm nào, có thể ngay thời điểm sau khi được cấp giấy chứng nhận chủ trương thì bị ảnh hưởng theo tôi một cách là vô cớ bởi những cái cách như vậy. Nên nếu như sắp tới sửa ba luật thì tôi đề nghị là tư duy ngược lại, là phải đặt cái việc là doanh nghiệp chân chính, là thủ tục này là phục vụ cho doanh nghiệp chân chính trước đã. Như vậy là nó có thể cơ cấu lại dự án vào bất kể thời điểm nào. Và kèm theo đó mới tính đến là có những quy định nào đó phù hợp để tránh cái việc ta gọi là đầu cơ dự án. Tạo điều kiện cho các thương vụ M&A được thực hiện một cách minh bạch, công bằng, tuân thủ pháp luật Việt Nam, phù hợp với thông lệ quốc tế là điều mà giới doanh nghiệp đang rất trông đợi. Khi khó khăn, có thể mua bán, sáp nhập, doanh nghiệp có nguồn lực để tái cơ cấu, có cơ hội hồi sinh, đồng nghĩa thị trường đang được vận hành tốt. Thời gian qua, chính phủ và các bộ ngành đã có nhiều động thái hỗ trợ doanh nghiệp bất động sản, tuy nhiên đó mới là những giải pháp tức thời, chưa thể giải quyết một cách căn cơ các vấn đề nội tại. Theo đánh giá của Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam được đưa ra tại báo cáo chuyên đề Thực trạng sức khỏe thị trường bất động sản Việt Nam, nếu không được xử lý rốt ráo các vấn đề, thị trường và doanh nghiệp bất động sản sẽ như người bệnh không được điều trị bằng thuốc. Trong tình huống thị trường tiếp tục diễn biến khó khăn, dự báo sẽ có tới 23% doanh nghiệp bất động sản chỉ có thể duy trì hoạt động được tới hết quý 3 năm nay, 43% doanh nghiệp bất động sản trụ được đến hết năm 2023.